À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu có dịp được Hana sẽ dẫn Phước Sửu và mọi người cùng đến tham quan một cái khu đô thị rất là lớn tại quận 2, phòng Hana. Dạ, xin chào anh Phước Sửu và tất cả quý vị khán giả. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu với cả nhà về khu đô thị mới rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu đô thị Thủ Thiêm, đó là khu đô thị Sala. Nói đến Sala là nói đến những cây Sala phòng Hana. Dạ đúng rồi, thì cái biểu tượng chính của khu đô thị Sala đó chính là cái bông hoa Sala ngay cái chính giữa của cái hồ bên mình, cũng như là toàn bộ bên dọc các bên đường được trồng rất là nhiều cây Sala. Dạ. À, chủ đầu tư này đã gọi là một thời gọi là đặt những cây Sala tại Thái Lan mang về, và là một cái biểu tượng là đi khắp nơi của cái khu dân cư này đều thấy những cái cây Sala với những cái bông Sala rất là đẹp, phong Hana. Dạ đúng rồi anh. Thì đó là cái cũng như là cái nguồn gốc của tên Sala là do được trồng rất là nhiều cây Sala, và nó mang đến cái sự bình yên cũng như là cái sự nhẹ nhàng sau một ngày làm việc mệt nhọc ở trong trung tâm thành phố. Thì cái khu đô thị Sala cũng là nơi mà khách hàng cũng như là các anh chị quý cư dân cảm giác rất là thoải mái khi mà về một cái khu đô thị rất là nhiều cây xanh, cũng như là đặc biệt là có nhiều cây Sala như vậy. Dạ. Yên tĩnh, tĩnh lặng và một cái nơi gọi là đáng sống, phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Là Phước Sửu và Hana đang đứng tại cái khu này là phân khu đầu tiên của khu đô thị Sala, phải không? Dạ. Khu này mang tên gì vậy Hana? Cái phía bên phải tòa nhà của em và anh Phước Sửu đứng là cái Sarimi. Là đây là một cái trong những cái khu phân khu căn hộ thấp tầng bán đầu tiên tại khu đô thị Sala. Như thời điểm đó thì bán Sarimi thì căn hộ khoảng tầm 50 triệu một mét vuông. Dạ, cái giá bây giờ thì tăng gấp nhiều lần rồi, phải không Hana? Đúng rồi, chính xác. Dạ. Thì Sarimi là cái tòa nhà phân khu thấp tầng thì nó chỉ có 12 tầng thôi, 2 tầng hầm cho cư dân và lên đấy 3 tầng thương mại, những cái khu shop house phía bên dưới là 3 tầng. Thì bây giờ Phước Sửu cho hỏi Hana một tí xíu về cái chi tiết của cái dự án Sala này á. Yeah. Tổng của cái dự án là bao nhiêu hecta vậy Hana? Yeah, tổng cái dự án của Sala hoặc khoảng tầm 110 hecta. 110 hecta. Yeah. Nhưng mà nghe đâu là có hơn 100 hecta gọi là lâm viên. Dạ. Yeah. Khu đô thị Sala thì hơn 100 mét hecta nhưng mà được bao trọn bởi khu lâm viên sinh thái là 128 hecta, ôm trọn khu Sala luôn, nghĩa là rất là nhiều cây xanh. Ngoài ra nó trong cái nội khu nó có tới 15 hecta là công viên nội khu của khu đô thị. Dạ. Đúng rồi. Phước Sửu đang bay livecam để mọi người thấy rõ được cái khu Sala nó sẽ là hoành tráng và nó gọi là một cái khu gọi là đáng sống như thế nào, bởi vì nó gần như là ôm trọn một cái dòng sông Sài Gòn, phải không? Đúng và rồi. Ngoài ra một cái lâm viên cây xanh rất là lớn, gọi là một cái lá phổi của thành phố Thủ Đức. Dạ đúng rồi. Hai anh em mình đang đứng đây nhưng mà gió rất là nhiều. Rất là mát. Tại vì cái phong thủy của cái khu đô thị Thủ Thiêm là nó được ôm trọn bởi dòng sông Sài Gòn là vòng cung á. Yeah. Nên là cái nhiều rất là nhiều cái sông nước xung quanh khu đô thị của mình luôn. Phước Sửu và Hana đang đứng một cái vị trí rất đẹp, gọi là một trong những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại Sala, phải không Hana? Dạ đúng rồi, mình đang đứng ngay tại một cái khu trung tâm, một cái hồ dọc theo công viên của khu nội khu của khu đô thị Sala. Bên phía trước là cái Sarimi và phía sau của hai anh em mình đó chính là cái khu biệt thự thương mại anh. Yeah. Ngoài gọi là cái bán đảo Thủ Thiêm ra, Sala nằm trong bán đảo Thủ Thiêm thì có một cái dòng sông rất là lớn Sài Gòn. Thì dọc theo những cái dự án của Sala và những cái phân khu của Sala thì có những cái hồ cảnh quan như thế này, phải không? Dạ, đúng và rồi. Có những cái dòng rất là thơ mát, và hai bên giống như Phước Sửu và Hana đang đứng gọi là rất là nhiều dừa, phải không Hana? Dạ đúng rồi, nghĩa là cái 15 ha về cái khuôn viên công viên đó thì chủ đầu tư cũng đã khai thông cái hồ nối thông ra cầu sông Sài Gòn luôn anh. Wow. Nối ra khu lâm viên sinh thái. Thì dọc hai bên hồ là trồng rất nhiều cây dừa, thì giống như cảm tưởng là hai anh em mình đang đứng ở một cái resort nào đó, không phải ở Sài Gòn. Chính xác. Hồ qua Phước Sửu giống như kiểu đang lạc tại Bến Tre. Rất là nhiều dừa. Và Phước Sửu hỏi Hana một tí xíu á, ở xa kia là một cái bông hoa rất là đẹp màu đỏ đó Hana. Yeah. Thì đó là bông hoa gì về Hana? Và Phước Sửu thấy cái màu nó rất là rực rỡ và cảm giác như một bông hoa rất là to, giống như cái biểu tượng của Sala đó. Yeah. Thì Hana có thể chi tiết về cái bông hoa này được không? Em xin giới thiệu đây là chính là bông hoa Sala. Thì nó cũng có màu đỏ đậm á. Nó là một cái bông hoa
rất là lớn, thì chút nữa mình có thể trèo lên mình xem. Nhưng mà đây là cái biểu tượng của Sa La, là bông hoa Sa La. Bông hoa Sa La. Rồi, giống như Phước Sử và Hana đang thấy ở đây là một cái hồ là nuôi rất là nhiều loại cá phải không Hana? Nào là cá chép, nào rồi là cá rô phi, và tất cả ở đây giống như là một cái hồ cảnh quan, và mình có thể là được là cho cá ăn, và đó giống như những cá chép đang lượn đó phải không Hana? Cái thực ra là hôm nay mình đang đứng giữa trưa hơi nắng, với lại anh em mình không có thức ăn cho nó, chứ bình thường thả bánh mì hoặc mấy cái đồ ăn đó là cá ở đây nó rất là nhiều. Anh nhìn thấy xa thôi, lúc nãy đang quay mà có một con cá nó nhảy lên ở khu này, rất là nhiều cá. Nghĩa là em thấy cái nhân viên văn phòng hay là tất cả mọi người sau khi buổi chiều á, mọi người đi làm về, mọi người hay ghé Sa La mà mua bánh mì hoặc mua gì đó, người ta muốn relax á, người ta hay thả trong này cho cá ăn lắm. Cái nãy giờ này đi di chuyển rất là nhiều những cái tiện ích của cái khu Sa La Đại Quảng Bình phong Hana. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh cái trục shop house ở phía dưới của cái khu căn hộ á, thì mình cùng đi lên xem là cái khu buôn bán kinh doanh của nó như thế nào. Trước khi mà Phước Sửu mà đang đi lên những căn shop house để tận hưởng những món ngon của khu Sa La, thì Phước Sửu đang khi nãy cũng nhìn xuống ở đây là một cái công viên gọi là ánh sáng, và những cái hồ sinh thái cảnh quan rất là nhiều cái tiện ích ở đây. Và giống như mà mình lạc vào từ một cái khu shop house mà mình nhìn ra một cái khu vườn gọi là đầy màu sắc vào ban đêm, còn ban ngày thì gió lộng và đặc biệt là rất là nhiều loại cá phải không? Dạ. Thì cái này cái mô hình của nó hơi, cái tiểu cảnh của nó hơi giống như là cái Garden by the Bay của Singapore anh. Thì giống như ở Singapore là nó có Big Tree đúng không? Thì là mô phỏng lại nhỏ xinh xinh thôi. Đúng rồi, nó hơi giống, nhìn mình cũng cảm tưởng là lạc vào Singapore, tại vì cái công viên này khá lớn và rất là nhiều cây xanh anh. Rồi. Và bây giờ mình Phước Sửu và Hana sẽ đi dạo lên những cái con căn shop house. Thì Phước Sửu đã từng đến Sa La rất là nhiều lần rồi, thì Hana có thể là giới thiệu những cái căn shop house tại khu này cho cả nhà biết được là với cái diện tích xây dựng như thế nào hay không Hana? Dạ, thì trước mặt của hai anh em mình đó là cái khu shop house khối đế của Sarimi. Thì shop house khối đế của Sarimi thì ngang là 7m x 11m, và cái kết cấu của nó là một trệt 2 lầu. Và khi mà tất cả những cái shop house này đi vào hoạt động thì những nhân viên có thể làm văn phòng ở tầng thứ 2, tầng thứ 3, thì được sử dụng thêm tầng thứ 4 là cái tầng tiện ích lầu thứ 4. Mình có thể thấy bên trên được sử dụng hồ bơi, các cái sân, các cái khu vực barbecue hoặc là sauna sông hơi ở trên đó được. Là ngoài ra là những cái cảnh quan sân vườn mà rất là thoáng mát trên tầng cao phải không Hana? Đúng rồi, chính xác anh. Thì anh cũng có thể thấy bề ngang 7m cũng rất là tiện lợi cho các công việc kinh doanh về trưng bày showroom, cũng như là làm các cái quán mô hình quán cà phê hoặc nhà hàng anh. Anh có thể nhìn thấy phía trước là showroom về xe máy hoặc cũng như là xe đạp, và tất cả mọi thứ được ở trong này, ở đây cũng có đủ hết anh. Quá tuyệt vời. Có một dịp Phước Sửu đi qua hành được qua cái khu Sa La để mua sắm, thì có một cái điều đặc biệt ở hai bên lòng đường thì nó rất là rộng và xe hơi đậu thoải mái. Đúng và rồi. Mình có thể là ăn uống nghỉ ngơi và đậu xe và tích cực gọi là thu gom tất cả những cái sản phẩm mà mình thích mua sắm tại đây luôn. Đúng rồi, chính xác. Sa La là một cái đặc điểm mà cái lòng đường cũng như là vỉa hè cũng như là cái khu gọi là hành lang thương mại rất là lớn, làm cho khách hàng có thể thoải mái để xe, để mua sắm rất là tiện lợi. Ngoài ra thì Hana có thể giới thiệu cho mọi người biết đến là cái hầm của cái căn shop house này thì nó sẽ như thế nào, và quý khách hàng và những cái cư dân ở đây có thể là đậu xe như thế nào thêm ở dưới hầm hay không? Dạ, thì mỗi một cái tòa nhà chung cư như vậy thì nó có hai tầng hầm phía bên dưới. Tầng hầm thì sử dụng là để xe cho cư dân của tòa nhà, nhưng mà với cái khu đô thị Sa La thì cái số mật độ dân cư rất là ít, chỉ xây từ 9 đến 12 tầng thôi. Thì làm cho cái mật độ để xe, cái không gian để xe dưới hầm nó rất là thoáng. Thì ngoài ra thì có thể mình sử dụng các cái shop này làm văn phòng hoặc khách khứa mà đông có thể để xe dưới hầm được anh. Tuyệt vời quá Hana. Thì Phước Sửu và Hana sẽ đi khám phá thêm những cái tiện ích khác để là gọi là bổ sung vào những cái tiện ích tuyệt vời của khu Sa La trong thời gian này để cho khách hàng cảm nhận được ha. Mình sẽ đi thêm một vài tiện ích nữa ở khu thị Sa La nha.